Hi, xin chào các bạn nha. Bây giờ là mình đang đi xuống biển Long Hải. Đây là đoạn rẽ từ quốc lộ 51 để bình thường đi thẳng ra bằng thành phố Hồ Chí Minh á. Thì vừa qua hết cầu Bến Tư là rẽ phải nó sẽ có đường đi cầu biển Long Hải nè, cầu chữa lắm. Nó cũng giống như bên Long Tư. Một cái cầu to. Hai đoạn này rất là nhiều tàu luôn. Em này biết cái kia là cái gì không mày? Đây các bạn ơi, mình đã tới bãi biển Long Hải. Bây giờ là mình sẽ đi vòng hết biển rồi. Ái đồ, nó đóng cửa rồi. Vậy đi, giờ phải đi đường cổng kia nè. Bỏ mà đẫm mày. Vô cho cái B8 nè. Giống như đó là không phải là cái khu du lịch mà nó đi ra biển cái 8 thôi đúng không? Cái đây là... Hả? Này mấy B8 này thôi không? B8 đó, đường vào B8 nè. Chạy vô thử kìa. Rồi nó sẽ đi qua giặt biển đó, thấy không? Đi đúng chưa? Đi vào đi. Đó, đây là bể biển này, đó, đúng không? Đúng cái kia mà đúng. Cái kia tao nói là cái con đường. Có biển này 8 sướng không mày? Để xuống xuống quay quay. Wow. Đây là biển Long Hải nè các bạn ơi. Ui, con dê đẹp không? Mày chưa có đói. Ê, có đường đi ra mà còn kia không mày? Mấy giờ bây giờ thấy giờ? Nhưng mà khám phá được chỗ đây. Dạ không lẽ đó mày ơi. Trong ơi kìa mạng mày chứ, thôi đang chứa bụi đi mà. Ai các bạn ơi.
là khu vực biển thấp của biển Long Hải, đúng chưa? Trường Dương đâu? Trường Dương đâu? Gì? Có thử biển kia vậy? Dầu nè, dầu nè, giống dầu thôi mà nó đậu màu kia vậy. Phía trên đi một đoạn nữa nó cũng có đoạn sát biển tiếp, nhưng mà khả năng tôi nghĩ nó không có 38 nữa, sợ lắm anh không? Sợ lắm. Ở đây là dọc dọc biển Long Hải nên bạn, đây là cái khu gần khu du lịch Kỳ Dương á, nó rất rộng và nó kéo dài ra. Nói chung là mình phải mua vé vào để mà đi tắm biển rồi chờ. Hồi nãy mình đi ngang qua có một chỗ là ghi đó 150.000 một khách này, giá một vé, không biết là chơi công việc cái gì. Bên cạnh đây là có những cái khách sạn. Đâu có chạy vô đâu mà. Nhưng mà ý mày là tới chưa? Ý là tới chưa? Tới rồi. Rồi cái chỗ mày vô là chỗ nào? Với bữa trước mày vô thì sao hả? Với mày vô? Rồi có rừng nào? Rồi có rừng nào? Biển này nhìn thấy ghê quá em, dồn luôn á nè, trong biển nè, để xin ông ghé để lên qua thử coi. Ủa vậy? Lên qua thử. Nó làm lưới mà. Có đồng biển đó. Thôi, chỗ đây là chỗ người ta lưới bác mà. Làng trài ở đây là rong biển nè các bạn. Cái tay 2 chúng ta giống vậy thôi. Ta phơi nè. Đây ba mày đầu tư cái đất dưới đây đi nha. Hoài. Con này có nhà phố gì nè. Cái này nhìn nó nhìn nó nhớ từ sau nó đâu. Trong biển
ghê quá. Một cái nước đó là do cái gì mà nó có màu như vậy? Không phải do tàu nè. Không phải do tàu vô mà thuyền vô mà nó dơ vậy nè. Tám là chỉ có chỗ nãy thôi. Thôi quên về mày ơi. Ê đi tặng thầy của mày. Mình đi đâu chú đai này con? Mình đi đâu có nhớ đâu chú ai này đúng không? Để ý qua mày. À, các bạn ơi, thì cái khu này bây giờ nó đã nãy giờ mình qua thấy còn thấy là nó ra ngoài thấy nãy giờ đi mệt quá nên không có đường vô, bây giờ kiếm được cái đường vô ngồi ăn cái chỉ là không tắm được, nhưng mà có chỗ bay tắm với đông tắm được thôi. Nói chung là biển là không có tắm được nha các bạn. Các bạn sẽ thấy là người ta treo cờ đen nè, không được tắm. Và biểu tượng hình đầu lâu và gạch chéo á. Các bạn thấy biển thấy ghê không? Biển lên rất cao và sóng nhiều. Và cái màu biển ở đây mình thấy cũng bất thường lắm. Không biết là hình như là do màu của rong biển sao, rong biển nhiều nên cái màu nó khác. Các bạn thấy là rong biển rất là nhiều luôn. Đây là cái cảnh xung quanh này. Bên phía trái là nó sẽ là cái khu du lịch. Đường này khu du lịch rất là nhiều, nếu bạn muốn tắm á thì bạn vô một là vô khu du lịch, hoặc là có cái đoạn bãi tắm công cộng á, miễn phí luôn. Ở đây mình sẽ đi qua lại quay cho mình xem nè. Bạn thấy rong biển rất nhiều luôn không? Mình nghĩ là do cái rong biển này là nó có màu như vậy các bạn. Trong là biển nó dơ, biển cái này rác nhiều lắm, người ta ăn uống rồi cũng nhiều. Đó, phía trước cái bên kia nó cũng có một khu du lịch nha các bạn. Đó, nắng quá thì mình phải đội mũ hiểm vô qua cho bạn thấy thôi, chứ điểm này không có lắm được. Đó, bạn thấy tê chưa? Rất là đã. Nhưng mà nó dưa lắm. Đó, bạn thấy rác nhiều không? Và nó có những cái lỗ, mình nghĩ là lỗ cao mới thoát. Thôi quay sơ cho bạn biết là biển Long Hải như thế nào nha.
chỗ đây cái đường vô nó cũng cái đường phụ thôi các bạn, không phải cái đường chính vào. Đường chính là đóng cửa hết rồi. Bây giờ mình sẽ vô và đi về thôi. Rồi, như vậy thôi nha các bạn.